Có một điểm giữ trẻ miễn phí hơn 10 năm qua do nhà thờ Cồn Án huyện Chợ Mới An Giang xây dựng trong khuôn viên khoảng 250 m². Đây còn được xem là điểm giữ trẻ an toàn cho người dân trong mùa lũ. Do địa hình đất cồn thấp và trũng lại nằm tiếp giáp sông Tiền nên ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang luôn bị nước bao phủ. Nhất là năm nay, nước lũ lên nhanh khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn. Nhiều người dân nơi đây phải vất vả mưu sinh nên việc trông con trẻ bị hạn chế. Từ ngày 1 tháng 9 đến nay, có 80 trẻ em từ 2 tuổi đến 4 tuổi của những gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn được trông coi miễn phí từ sáng sớm cho đến chiều tối mỗi ngày. Mùa lũ này á, công việc làm ăn của chúng tôi rất là khó khăn. Tôi đưa đến nhà trẻ này, chúng tôi rất là yên tâm. Tại vì ở đây có cô giáo thì rất là niềm nở, và hai nữa nhà trẻ cũng là hàng rào rồi kín mít, cho nên giữ trẻ mùa lũ tôi rất là an tâm. Để duy trì trong 2 tháng mùa nước lũ, điểm giữ trẻ có sự hỗ trợ kinh phí từ cộng đồng xã hội và được nhà nước hỗ trợ một phần. Dù không lương, nhưng các bảo mẫu vẫn hết lòng chăm sóc thương yêu trẻ. 6 bảo mẫu, một người làm bếp cùng người quản lý tại điểm giữ trẻ này đến lớp rất sớm để quét dọn, lau chùi, sau đó mở cửa đón trẻ. Trong 2 tháng này, trẻ em nó đông thì cô giáo cũng cố gắng và giữ cho các em nó tốt đẹp hơn. Phụ huynh mang tới là 6 giờ rưỡi. Thì 9 giờ rưỡi là bắt đầu cho ăn. Rồi ăn xong mà khoảng 11 giờ bé nghỉ cho tới 1 giờ rưỡi là phụ cho các cô giáo cho trẻ nó ăn lại, ăn bữa xế là 1 giờ rưỡi. Chiều 4 giờ đến 4 rưỡi là phụ huynh sẽ rước về. Nước lên mỗi ngày cao hơn hàng năm, tất cả đều ngập sâu. Nhờ điểm giữ trẻ cồn Tấn Long mà nhiều năm qua, người dân ở Chợ Mới an tâm hơn về đảm bảo an toàn cho con trẻ trong mùa lũ. Hiện tỉnh An Giang cũng nhân rộng mô hình giữ trẻ mùa lũ ra các địa phương, nhất là các xã vùng sâu, góp phần tránh được nguy cơ rủi ro về đuối nước trẻ em trong mùa nước nổi.